trong lòng tôi bây giờ ấy, chỉ có một mình người yêu tôi thôi. Cô tiên quốc dân cơ. Mày cứ chờ đấy, là cần phải cái đầu bản lĩnh nha. Cô bỏ tay tôi ra. Mà dám trở mặt với tôi á? Hả? Trời, bà đúng cái đầu ngu mà. Được thôi. Mọi người ơi, mọi người nhớ thả tim và share livestream này cho Ngọc nhá. Bà ơi, bà có đóng được cúc áo không ạ? Ông Hùng à. Dạ vâng, để con đóng giúp bà. Bà ơi, thế con cháu bà đâu hết rồi ạ? Thôi được rồi, con hiểu rồi. Để con kêu gọi mọi người giúp đỡ bà nhá. Mọi người ơi, quả thực đây là một hoàn cảnh rất đáng thương mọi người ạ. Bà đã già rồi mà không biết con cháu của bà bây giờ đang ở đâu. Với lại không biết con cháu của bà làm gì mà để bà bơ vơ một mình đi ăn xin thế này nữa. Nó cũng đã theo dõi bà mấy ngày hôm nay rồi. Bà có bữa đói bữa no. Thực sự là một hoàn cảnh rất đáng thương mọi người ạ. Dạ vâng ạ. Chắc mọi người đã quá quen thuộc với công việc thiện nguyện của Ngọc rồi. Hôm nay Ngọc chính thức quay livestream này để nhờ mọi người quyên góp tiền ủng hộ bà. Bà tên là An. Và mọi sự quyên góp của mọi người, Ngọc sẽ trích ra giúp bà chữa bệnh này, thuê nhà trọ giúp bà ở này, và mở cho bà một cái cửa hàng nho nhỏ để bà làm ăn mọi người nhé. Và số tài khoản của Ngọc thì Ngọc sẽ để lại ở dưới comment mọi người ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ủng hộ cô tiên quốc dân của anh. Ai đây? Trang à? Thật không ngờ lại gặp anh ở đây. Này, phải công nhận, sau mấy năm không gặp ấy, trông cô khác thật. Nhưng này, chỗ kia ấy không phải là chỗ ngồi của cô đâu. Đấy là chỗ ngồi của khách hàng tôi. Sao anh không nghĩ tôi là khách hàng của anh? Cái gì? Cô nói cô là khách hàng của tôi á? Hả? Cô chưa đủ đẳng cấp đâu. Để tôi nói cho cô nghe nhé. Khách hàng của tôi ấy là tổng giám đốc của một công ty cực kỳ lớn mà cô không bao giờ nghĩ tới đâu. Thôi thôi thôi, đi ra chỗ khác. Anh vẫn như vậy, vẫn luôn coi thường người khác. Dù bây giờ ấy cô có thay đổi 180 độ đi chăng nữa ấy, nhưng mà tôi không bao giờ rung động trước mặt cô đâu. Cô gái xấu xí ạ. Trong lòng tôi bây giờ ấy chỉ có một mình người yêu tôi thôi. Làm sao? Tình cảm của hai người có vẻ tốt đẹp nhở? Chả thế thì sao nữa. Người yêu của tôi vừa xinh đẹp, giỏi giang, lại có tấm lòng lương thiện. Đấy, đây cô lên mạng đi. Người yêu của tôi đang được đặc biệt danh là cô tiên quốc dân. Sợ chưa? Cô tiên quốc dân cơ. Này, thái độ của cô với người yêu tôi như thế là sao đấy? Hả? Đúng là có tiền thích thật đấy. Mình muốn mua cái gì cũng được. Sao ông nghe máy nhở? Không biết anh làm gì mà mình gọi mãi không được. Uầy, em xe ở đây thế nhở? Mình mà có tiền á, chắc chắn mình cũng sẽ mua một cái xe này cho mày xem. Nào, chụp con ảnh cái. Ai như con Trang kia nhỉ? Sao bây giờ trông nó thảm hại thế? Ơ, Trang à? Có phải Trang lớp phó học tập không nhỉ? Ngọc à, lâu lắm rồi không gặp. Dạo này trông cậu càng xinh với cả sang trọng hơn đấy. Ừ, xinh đẹp mặt trời cho sẵn rồi. Nhưng mà sang trọng hay không ý là do mình tạo dựng nên thôi. Mà tưởng thế nào,
Ngày xưa Nguyên là lớp phó học tập, lại còn học giỏi nhất khoa nữa. Nhưng mà không ngờ ấy, trông cậu bây giờ thảm hại nhở. Đã từng có người vênh váo nói với tôi rằng còn chưa biết cuộc đời mai sau ra sao đâu cơ mà. Tại sao mày lại đối xử với tao như vậy? Tại sao lại bôi nhọ, nói xấu tao? Tại sao á? Chính vì những đứa nghèo xấu như mày lại luôn được người khác tôn vinh là học giỏi, rồi tương lai sáng lạng. Cho nên ý, tao phải trù dập ngay như đứa hạ đẳng cái loại mày. Thế nên mày mới bày cách để tao tỏ tình với anh Trung, rồi anh ấy ghét tao à? Đúng đấy, vì tao biết được cảm giác của anh Trung như thế nào khi mày tỏ tình với anh ấy mà. Mày... Tao nói cho mày biết nhá, học giỏi cũng không thay đổi được số phận của mày đâu. Căn bản ấy là cần phải cái đầu bản lĩnh nhá. Mày thấy đấy, trong mắt anh Trung bây giờ ấy, mày vừa xấu xa vừa bần tiện, là anh Trung chỉ có tao mà thôi. Được, mày cứ chờ đấy. Sau này chưa biết ai hơn ai đâu. Được, tao sẽ chờ mày. Ngọc này, chuyện cũng đã qua lâu rồi. Sau này cậu đừng nhắc lại chuyện này nữa nhá. Bây giờ tôi mới thấy là cậu nói đúng đấy. Đúng là học giỏi cũng chẳng để làm gì, đã nghèo lại càng nghèo hơn thôi. Bây giờ cậu biết thì cũng đã quá muộn rồi. Mà tôi nghe nói dạo này cậu nổi tiếng lắm, nói gì mọi người cũng nghe hết. Thích thật đấy. Ừ, này, thế cậu muốn kiếm tiền không à? Cậu hỏi gì lạ thế? Tiền thì ai mà chẳng muốn kiếm. Cậu có cách giúp tôi à? Ừ, xem ra thì cậu cũng đã tỉnh ngộ với cả chân thành rồi. Cho nên ý, tôi sẽ bày cách giúp cậu kiếm tiền. Có cách gì đấy? Cậu chỉ cho tôi với. Ừ, thôi được rồi. Cậu chỉ cần làm y như những gì tôi nói, rồi để tôi quay video lại. Mỗi video như thế, tôi sẽ trả cho cậu 500 đến 1 triệu. Mà nếu như lợi nhuận nhiều hơn, thì tôi sẽ trả cho cậu nhiều hơn. Sao tôi nghe giống như là đang đóng phim đấy. Ừ, cái này rất hợp với cậu. Nhưng mà này, vừa đơn giản mà lại còn kiếm được nhiều tiền nữa. Làm không? Có, cậu chỉ cho tôi làm đi. Ừ, thôi được rồi. Cậu làm y những gì tôi nói nhá. Đây, nhìn đây này. Chồng chết, con chết, bão lũ cuốn trôi hết tất cả rồi. May mà tôi còn sống được. Nhưng mà chân của tôi bị tàn phế rồi. Ông trời ơi. Đấy, chỉ có thế thôi. Cậu chỉ cần làm y như thế là được rồi. Đơn giản nhẹ nhàng. Nhưng mà này, tuyệt đối giữ bí mật chuyện này nghe chưa. Cậu làm như vậy để up lên mạng kiếm tiền từ thiện đúng không? Sao mày biết? Mày này, mày hỏi chuyện đó để làm gì à? Hả? Việc của mày là lo kiếm tiền thì lo mà kiếm đi. Tôi không cần những cái đồng tiền bẩn thỉu đấy. Cái gì? Tao chỉ cho mày cách kiếm tiền mà mày còn chê tiền người ta bẩn thỉu á? Hả? Này, không kiếm thì thôi nhá. Cút! Tao nói cho mày biết nhá, ở chỗ khác còn đầy người đang xếp hàng cái kìa. Tất cả những cái lời nói và hành động vừa nãy của cậu, tôi đã quay video và ghi âm lại hết rồi. Cái gì? Mày dám quay video á? Hóa ra cô là người như thế à? Anh Trung, anh nghe em giải thích đã. Mọi chuyện không phải như vậy đâu anh. Em cũng không hiểu tại sao cô ta lại làm như thế với em. Chắc là tại ngày xưa cô ta ghen tị với em anh ạ. Anh phải nghe em. Hóa ra tôi thật không ngờ cô lại là con người như thế đấy. Đây, cô xem đi. Cảm ơn cô Ngọc nghe.
xin bà con ủng hộ quyên góp nhá. Ôi giời ơi, tôi đã dặn bà như thế nào à? Hả? Bà nói từng câu phải ngọng líu ngọng lo rồi một từng chữ ra phải díu vào nhau cơ mà. Chứ mặt bà tươi như hoa thì ai ủng hộ cho bà hả? Tôi xin lỗi cô, thì giờ cô cho tôi thử lại. Bà liệu mà làm cho tốt vào nghe chưa? Không á, tôi sẽ không trả cho bà một đồng nào đâu nghe chưa? Vâng ạ. Bây giờ cô quay lại video đi, tôi chắc chắn là tôi sẽ làm tốt mà. Đúng rồi, làm việc với những người ngu như bà tôi mệt hết cả người à. Bà liệu mà làm cho tốt vào không á thì chết với tôi đấy. Vâng ạ. Nào quay lại. Anh Trung, sao anh lại có đoạn clip này ạ? Tại sao một người khỏe mạnh bình thường khi lên livestream của cô lại trở nên như thế là như nào? Chuyện đó... Nào, cô nói đi. Chẳng nhẽ là do cô ta hãm hại cô à? Anh Trung... Bà nói là tất cả sự thật đi. Tôi đã kể hết mọi chuyện cho cô ta rồi ạ. Cái gì? Bà bán đứng tôi á? Cô này dọa tôi báo công an vì tội tôi lừa đảo. Tôi sợ quá nên tôi phải khai ra hết sự thật ạ. Trời ơi là trời, bà đúng cái đồng ngu mà. Đủ rồi, cô im mồm đi. Tôi không thể tin được cái bản chất con người của cô lại như thế đấy. Anh Trung, anh em giải thích đi mà. Cô bỏ tay tôi ra. Cô, sao cô lại? Ngạc nhiên lắm đúng không? Đúng là trước đây tôi không xinh đẹp giống như cô, cũng không được sinh ra trong một gia đình có gia cảnh tốt, nhưng mà tôi luôn được dạy rằng đói cho sạch, rách cho thơm. Xin chúc mừng bạn đã được chọn để tham gia chương trình sử dụng sản phẩm thay đổi làn da của viên uống đẹp da sâm tố nữ hoàng Thăng Long. Sản phẩm giúp bổ sung vitamin E, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng do suy giảm nội tiết tố ở nữ giới, giúp làm giảm lão hóa da, giảm nám da, sạm da, giúp da sáng mịn. Này, cô đừng tưởng bây giờ mình xinh đẹp, giàu có mà lên mặt dạy đời tôi nhá. Cô ạ, à, tôi đây đúng là cũng nghèo khổ thật đấy. Cũng là cảnh bần cùng lắm thì mới phải nghe theo cô để có tiền. Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ lại rồi, thôi, cô đừng có lợi dụng cái chuyện này để mà làm như vậy nữa cô nhá. Thực sự là tôi cầm những đồng tiền này tôi cũng cảm thấy xấu hổ lắm cô ạ. À, bà dám trở mặt với tôi á hả? Cô vẫn không hề nhận ra cái sai lầm của mình đúng không? Nếu mà như vậy thì tôi sẽ đưa cái đoạn video quay lại toàn bộ hành động của cô cho cộng đồng mạng xem, để xem cô sẽ bị trừng trị như thế nào. Hơn nữa cô cũng sẽ phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Trang ơi, tôi biết tôi sai rồi, tôi xin cậu, cậu đừng làm như thế mà. Chỉ vì một chút lòng tham cho nên tôi mới làm như vậy. Tôi hứa với cậu, từ bây giờ tôi sẽ không dám làm như thế đâu. Tôi xin cậu tha tớ nhá, Trang nhá. Thôi được rồi, nếu vậy thì cô hãy mang toàn bộ số tiền mà cô nhận được từ việc từ thiện công khai lên mạng xã hội. Hơn nữa, cô cũng phải nói với mọi người là bà An đã tìm được gia đình và trả lại toàn bộ số tiền đó. Hoặc không thì cô mang cái số tiền đó gửi ủng hộ đồng bào miền Trung.
cô phải chứng minh được việc đấy. Còn không thì tôi sẽ công khai đoạn video. Ừ, được rồi, tôi hứa với cậu, tôi sẽ làm như lời cậu nói. Tôi hứa với cậu. Đây cũng là bài học của cô, hãy nhớ lấy và thay đổi cách sống của mình đi. Cha, cảm ơn em. Cảm ơn em đã cho anh thấy được bộ mặt thật của cô ta. Bản kế hoạch của anh tôi đã xem qua rồi. Bây giờ tôi gửi lại cho anh. Vậy là sao em? Chuyện gì ra chuyện đấy? Em đừng vì chuyện của cô ta mà chút giận lên dự án của anh chứ. Tôi từ chối không phải là vì cô ấy, mà là bởi vì cái kế hoạch phát triển của anh không hề khả thi. Vì vậy tôi không đầu tư. Hơn nữa tôi cũng không muốn hợp tác với một người có mới nới cũ và luôn coi thường người khác. Kệ em, em biết hết sự thật rồi mà. Em biết là ngày xưa anh bị cô ta lừa cho nên anh mới... Đến tận bây giờ anh vẫn luôn coi thường người khác mà. Cái gì? Cô nói cô là khách hàng của tôi á? Hả? Cô chưa đủ đẳng cấp đâu. Để tôi nói cho cô nghe nhé. Khách hàng của tôi ấy, là tổng giám đốc của một công ty cực kỳ lớn mà cô không bao giờ nghĩ tới đâu. Thôi thôi, đi ra chỗ khác. Dù bây giờ ấy cô có thay đổi 180 độ đi chăng nữa ấy, nhưng mà tôi không bao giờ rung động trước mặt cô đâu. Cô gái xấu xí ạ. Trong lòng tôi bây giờ ấy chỉ có một mình người yêu tôi thôi. Làm Ngọc. Sau chuyện này tôi hy vọng đây sẽ là một bài học cho anh về cách nhìn nhận con người và giúp anh học được cách cư xử văn minh lịch sự hơn. Chào anh, chúng ta đi thôi. Cảm ơn sản phẩm viên uống sâm tố nữ hoàng Thăng Long đã giúp Trang có thể thay đổi được ngoại hình. Điều kỳ diệu mang tên Cô Hi Nô. Nhìn người ta đi, đẹp người, đẹp nét, lại còn nhã nhặn nữa, chứ không giống như cô đâu. Nhìn đấy mà học. Tôi cũng phải bận bế cháu nội rồi, không có thời gian nhiều để đi tán với các bà nữa đâu. Đội ơn ông bà tổ tiên, đội ơn thần thánh tứ phương đang nghe thấy lời thỉnh cầu của con mà đem đến cho con một thằng cháu đích tôn. Cháu nó khỏe nhưng mà là con gái, nó định để cho cái dòng giống nhà này tuyệt tự, rồi nó tinh đốt luôn cái nhà này đi, rồi nó mới hả lòng hả dạ, phải không anh Trung? Đâu em, nhẹ nhàng thôi, ảnh hưởng đến con bây giờ không? Sẽ nhẹ nhàng thôi. Nào em. Anh sao anh vội thế? Thì chả phải vội nữa. Anh đợi em cả ngày ý, chỉ chờ tới giờ nghỉ trưa để được gặp em thôi đấy. Anh chỉ coi em là thú vui thôi đấy à? Em nói gì đấy? Thú vui là như nào? Anh mà coi em là thú vui ý, thì anh đã không chiều em ý, từ những điều nhỏ nhất. Nhưng mà chẳng phải là anh có vợ đẹp rồi đấy. Đẹp thì làm cái gì? Cái quan trọng của anh ấy không chỉ là đẹp, mà cần phải sinh được cho anh ấy một thằng cu để chống gậy nữa. Thế mày là vợ anh vô sinh à? Thôi em đừng có nói nhiều nữa. Nào, bán vội. Cái thứ đàn bà vô dụng này, việc nhỏ không làm xong thì nói gì đến chuyện lớn. Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà mà. Nó định để cho cái dòng giống nhà này tuyệt tự, rồi nó tinh đốt luôn cái nhà này đi, rồi nó mới hả lòng hả dạ, phải không? Chỉ có cái loại hồi trẻ ăn chơi đàn đúng cho lắm vào, rồi bây giờ mới tịt đẻ. Giờ nó về cái nhà này ăn vạ đây mà. Chứ gái đoan trang con nhà gia giáo đã không phải cảnh hết thầy nọ thầy kia mà 5 năm không có nổi lên một mụn con. Mẹ ơi, con có thai rồi mẹ ạ.
Chị nói cái gì? Con có thai rồi mẹ ạ. Đây, mẹ kiểm tra đi. Có thai rồi sao? Thôi, đừng nhảy như thế. Nhảy như thế là không tốt cho con đâu. Đội ơn ông bà tổ tiên, đội ơn thần thánh tứ phương đã nghe cái lời thỉnh cầu của con mà đem đến cho con một thằng cháu đích tôn. Mô Phật. Ngày mai con bảo thằng Trung nó đưa đi khám thường kỳ, xem sức khỏe của cái thai nó như thế nào. Mà con nhớ ý đứng cho nó cẩn thận, ăn nhiều vào, mà thèm ăn cái gì thì bảo với mẹ, mẹ đi chợ mẹ mua về mẹ nấu cho con ăn nhá. Dạ vâng ạ. Chả mấy nữa tôi cũng phải bận bế cháu nội rồi, không có thời gian nhiều để đi tán với các bà nữa đâu. Thế nên là các bà phải tranh thủ sắp xếp thời gian đi nhá. Dĩ nhiên là con trai rồi. Dòng giống nhà tôi từ trước tới nay toàn sinh con trai thôi mà. Thế nhá. Sao rồi, cháu bà có khỏe không? Thế bác sĩ có cho xem thằng cu tí sứt của bà không nào? Sao thế? Cháu bà không được khỏe à? Không phải, cháu nó khỏe, nhưng mà là con gái. Kìa anh đừng nói như vậy. Con nào cũng là con của mình mà. Anh nói thế, con nó biết, nó buồn đấy. Thôi, đây, tí tự đi mà mua thuốc đi. Tôi còn đi làm. Đúng là cái thứ đàn bà vô dụng mà. Anh Trung, thế này là thế nào? Đây là Linh, đồng nghiệp làm cùng với anh. Tới nhà mình chơi. Chào cô. Đồng nghiệp mà sao em thấy vừa nãy anh thấy cái gì là thấy mà em bất lịch sự vừa thôi, thấy bạn anh tới chơi mà không chào hỏi được một câu à? Chưa gì đã bắt bẻ, vừa về đến nhà đã kiếm chuyện sinh sự rồi. Nhìn người ta đi, đẹp người đẹp nết lại còn nhã nhặn nữa, chứ không giống như cô đâu. Nhìn đấy mà học. Anh này mà cũng muộn rồi đấy, bây giờ mình đến công ty đi, cùng xếp trừ lương. Phải đấy, đến hỏi thăm bác như thế là bác vui rồi. Rỗi thì tranh thủ đến chơi với bác nhá. Dạ vâng ạ, nếu mà bác cho phép ý, thì ngày nào cháu đến thăm bác luôn ạ. Thôi, mình đi thôi em. Dạ. Con ăn đi, mẹ nấu xong rồi đây. Con không ăn đâu. Sao suốt ngày mẹ nấu cho con mấy cái món tầm thường đấy thế? Mà con ăn ấy, có phải là để cho con đâu, để cho cháu đích tôn của mẹ ăn đấy chứ. Cháu của mẹ thì nó phải ăn hải sản, ăn tôm hùm với cua bể cái kiểu. Nhưng mà vừa hôm qua ăn món đó rồi còn gì nữa. Mà sao cháu nội của bà ăn sang thế? Thôi được rồi, để mai mẹ sang mẹ đòi tiền bên nhà bà Cúc, rồi mẹ mua tôm hùm về cho con ăn nhá. Mẹ hứa ấy, thì mẹ phải làm đấy nhá. Chứ có vài con tôm hùm á, con bỏ cho cháu mẹ nó trắng miệng. Mẹ. Anh về rồi đấy à? Ừ. Sao anh lại về với cô ta? À, tỏa giải quyết xong rồi à? Thì cô ta về lấy nốt đồ. Đồ gì nữa? Tôi đến để tặng cho hai người món quà. Cái này là
Đây là hồ sơ bệnh án hiếm muộn mà tôi và anh ấy đi khám trước đó. Đến khi nhận được thông tin mình đã có thai thì tôi mới nhận được bộ hồ sơ này. Tôi cứ nghĩ rằng anh rất may mắn bởi vì còn kịp có con với tôi. Nhưng mà thật không ngờ... Thế con ở trong bụng cái Linh thì sao? Hả Trung? Ôi mẹ hỏi con biết hỏi ai? Anh có thể trực tiếp gọi hỏi bác sĩ, có số điện thoại ở trong đó. Anh, hay là cô ta đang có mưu kế gì đấy? Alo, bác sĩ Tú ạ. Dạ vâng, tôi là bệnh nhân Trung, mã số hồ sơ 3548. Mà bữa trước ấy, tôi có qua cho bác sĩ khám về bệnh hiếm muộn ạ. Dạ vâng, do dạo này tôi bận quá nên bây giờ tôi mới đọc lại cái kết quả của bác sĩ đưa cho. Thì tôi thấy bên trong hồ sơ có ghi là tôi không có khả năng có con là như nào hả bác sĩ? À, hồ sơ của anh tôi vừa xem lại, theo kết quả xét nghiệm tinh trùng của anh ở thời điểm đó càng ngày càng suy yếu. Nên sau xét nghiệm về chất lượng thì sau khoảng 1 đến 2 tháng sau đó là khả năng đậu thai chỉ còn 0% thôi. Nhưng dù sao cũng chúc mừng hai vợ chồng đã may mắn kịp thời có con. Cảm ơn. Tôi cảm ơn bác sĩ. Tôi hỏi cô, cái thai trong bụng cô là của ai? Anh đang nói cái gì? Cô không nghe thấy bác sĩ nói gì à? Hả? Cô muốn lừa dối tôi đến bao giờ? Muốn lừa dối tới bao giờ? Hay là cô muốn sinh con ra rồi mới đi xét nghiệm ADN hả? Anh, em biết là em sai rồi. Chỉ vì em muốn nhanh nhanh chóng chóng thôi vào vị trí đấy. Nên là em đã nghĩ ra cái cách cấu thai thì anh mới ly hôn cô ta thôi. Khốn nạn này! Cô dám qua mặt mẹ con tôi để con dâu và cháu tôi phải ra khỏi nhà hả? Mẹ, mẹ ơi! Cô cút ra khỏi nhà tôi đi! Để loại đàn bà cháu giỏi của cô ấy, tôi với cô từ đây chấm dứt mọi quan hệ. Cút! Vậy mà mày hành tao không biết bao nhiêu ngày hôm nay cứ như là không có chuyện gì xảy ra ấy. Đúng là cái đồ thất nhân thất đức. Cô cút! Cút ra khỏi nhà tôi ngay! Ê! Nạn này! Trang, mẹ có lỗi với con với cả cháu của mẹ. Con hãy tha thứ cho mẹ với Trung nhá. Chỉ vì mẹ hám có cháu nội, cháu đích tôn để nối dõi tông đường, cho nên là mẹ mới mù quáng không nhìn thấy gì nè. Trang, anh biết là anh còn lỗi với cả mẹ con em, nhưng mà dù sao nó cũng là giọt máu duy nhất của anh. Trang, anh biết anh sai rồi, em hãy tha thứ cho anh để anh làm lại từ đầu có được không? Muộn rồi. Trên giấy tờ hai người đã từ chối đứa con này, vậy thì cứ theo giấy tờ mà làm. Sau này khi con tròn 18 tuổi, nếu như hai người muốn nhận lại mà con có thể tha thứ và chấp nhận hai người thì lúc đấy tôi cũng không ngăn cản. Kìa, Trang. Kìa con. Con ơi. Trời phạt tôi rồi. Trời ơi. Ngoài cũng hiền lành xinh xắn đấy, nhưng mà bên trong ấy là một con cáo già. Mẹ đừng có mà cản con. Nhưng mà ơ kìa, chắc là cô thích chứ. Cô cút về cái nơi khỉ ho bò gáy của cô mà đi chăn bò, rồi kiếm một cái thằng đi cày để mà cưới. Thôi không cần lau, kệ tôi. Nhìn qua đã thấy không ưa rồi. Cháu xin lỗi. Phải ăn xôi vỉa hè mà cũng phải giả vờ mặc đồ hàng hiệu. Chắc là đồ xỉ đấy. À, mẹ coi được mối này tốt lắm con ạ. Con bé vừa sinh, bố lại giàu có nữa.
con xem. Hôm nay có thể xin nghỉ một hôm để đi xem mắt được không? Hôm nay con bận lắm, sếp bảo con đi họp, để khi khác đi mẹ. Ơ kìa, nhưng mà mẹ lại hẹn với người ta mất rồi. Vậy nhá, con chào mẹ. Ôi, cái thằng này, mẹ cất công tìm được mối tốt cho, mẹ lại đến tận đây rồi mà nó lại... Sao anh không vào công ty? Anh đứng đây đợi một người. Vậy thôi, em đi vào trước nhá. Khoa đã. Thực ra là anh đứng ở đây để đợi em. Tại anh sợ lên công ty nhiều người, cho nên anh chúc mừng sinh nhật em. Anh không biết phải mua cho em cái gì cả. Hy vọng em sẽ thích. Cảm ơn anh. Món quà này bất ngờ quá. Thôi, anh lên công ty trước nhé. Alo, mẹ ạ. Con gái mẹ làm sao mà ế được. Để lần này con đưa về một chàng trai cao to, đẹp trai, tài giỏi và giàu có ra mắt bố mẹ nhá. Mẹ cứ yên tâm, lần này nhất định con sẽ không để bố mẹ thất vọng đâu. Chàng trai này sẽ là một chàng rể đúng như bố mẹ mong muốn. Vâng ạ. Chào cô. Dạ, bác là... Vâng, là tôi đây. Mấy hôm trước tôi có gặp cô rồi, cô còn nhớ không nhỉ? Dạ bác. Hôm đó cháu vô ý quá. Không có gì đâu cô ạ. Dạ cháu cứ áy náy mãi. May mà hôm nay gặp được bác. Hay là bác để cháu đền cho bác một chiếc váy mới nhá. Không sao đâu, tôi nhiều váy vóc lắm. Hỏng chiếc này thì tôi có chiếc kia. Nhìn bề ngoài tôi như thế này thôi, nhưng mà không đến nỗi vì chiếc váy mà phải bắt đền người khác. Dạ cảm ơn bác. Mà hôm nay bác đi đâu đây ạ? Bác có chuyện gì thế ạ? Cháu thấy bác có vẻ không vui. Hay là bác cứ nói ra với cháu đi ạ. Biết đâu bác sẽ thoải mái hơn. Tôi có một người con trai. Năm nay cũng 30 tuổi rồi. Cả đời tôi vất vả nuôi nó lớn khôn. Giờ chỉ mong nó lấy được một cô vợ hiền lành phù hợp với nó. Vậy mà hôm nay tôi phải mất công lắm mới tìm được một mối hoàn hảo. Muốn đưa nó đi xem mắt con dâu tương lai của tôi. Vậy mà nó từ chối, nó không chịu đi. Làm cho tôi mất mặt lắm cô ạ. Dạ, hay là anh ấy vẫn chưa muốn lập gia đình, vẫn muốn tự do để tạo dựng sự nghiệp ạ? Phải đâu cô ạ. Hay là anh ấy lại không thích cô gái xem mắt kia? Nói thật là giới trẻ bọn cháu bây giờ cũng không thích đi xem mắt ạ. Bọn cháu vẫn muốn tình cảm yêu đương tự nhiên hơn. Không phải đâu, tôi hiểu con trai tôi lắm. Từ trước tới nay, lúc nào nó cũng tôn trọng ý kiến của tôi, chưa bao giờ dám cãi lời mẹ. Nhưng mà lần này, chỉ vì nó ăn bùa mê thuốc lú của một cái cô gái nào đó, cho nên về cãi lại lời mẹ. Tôi tủi thân lắm cô ạ. Dạ, giờ con trai của bác sẽ hiểu tấm lòng của bác thôi ạ. Chắc là anh ấy cũng có lý do, thế nên mới quen cô gái đó. Tôi từng này tuổi rồi, chỉ nhìn lướt qua một cái là biết ngay người nào tốt, người nào xấu. Cô gái kia ấy, nhìn vẻ ngoài cũng hiền lành, xinh xắn đấy. Nhưng mà bên trong ấy, là một con cáo già. Cô ta biết con trai tôi nó có nghề nghiệp thăng tiến, có nhà cửa đàng hoàng, nên là cố tình tiếp cận để dụ dỗ con trai tôi, hòng bước chân vào cửa nhà tôi ấy mà. Dạ, thế ạ? Hay là bác thử gặp nói chuyện với cô ấy xem sao ạ?
biết đâu cô ấy sẽ suy nghĩ lại. Hay là thế nhỉ? Chắc là khi gặp tôi nói như thế, cô ta cũng đủ hiểu để buông tha cho con trai tôi nhỉ? Dạ vâng, cháu nghĩ là dù cô ta có cáo già thế nào, nhưng mà nghe bác nói chuyện thì chắc cô ta cũng sẽ biết để dừng lại thôi ạ. Dạ. Hay là mai mẹ mời nhà bên kia sang ăn cơm nhá. Nhà bên nào ạ? Còn nhà bên nào nữa? Nhà bà Tú có đứa con gái tên là Ngọc mà hôm trước mẹ gửi ảnh cho con rồi đấy. Mẹ lại thế nữa rồi. Nếu mà đi xa mắt ấy, con không đi đâu. Này, không như thế được đâu đấy nhá. Mẹ mất công mãi mới tìm được cái mối tốt như thế này. Con xem, vừa sinh gái này, tiểu thư con nhà giàu này, bố lại làm to, còn mối nào tốt hơn như thế nữa đâu. Con mà không nhanh tay thì thằng khác nó nhanh chân mất đấy. Mẹ, con xin mẹ đấy. Chuyện gì con cũng có thể nghe mẹ được, nhưng mà riêng chuyện tình cảm của con ấy thì mẹ cứ để con tự quyết định đi. Để anh tự quyết định? Như là hồi trước ấy, anh đưa về một cái con bé mà chả ra đâu vào đâu cả, mẹ là mẹ không đồng ý đâu. Nhưng mà lần này thì khác. Lần này ấy, chắc chắn con sẽ đưa về cho mẹ một cô con dâu cực kỳ tốt luôn. Là cái cô vừa nãy ở trong này á? Dạ vâng, con đang rất là thích cô ấy. Không, cô ta xinh thì xinh thật đấy, nhưng mà nhìn qua là đã biết cô ta là cái loại không ra gì rồi. Mẹ không thích cô ta đâu. Con nhanh nhanh mà chia tay đi. Mẹ, mẹ đã gặp Trang bao giờ đâu mà mẹ lại đánh giá Trang như thế? Con không thích đâu. Mẹ từng này tuổi rồi mà mẹ lại không phán đoán được lòng dạ của một con người hay sao? Mẹ không đồng ý, tuyệt đối không đồng ý đâu đấy. Mẹ có biết con phải mất bao nhiêu thời gian để theo đuổi Trang không? Con nhất định phải cưa đổ Trang và cưới Trang về làm vợ. Mẹ đừng có mà cản con. Nhưng mà ơ kìa, mẹ chưa nói hết. Trung, đứng lại đã. Em vào đây. Mẹ, cháu chào bác ạ. Em ngồi xuống đi. Là bác ạ. Chắc cô ngạc nhiên lắm hả? Vậy là mẹ và Trang đã quen nhau từ trước rồi à? Đúng rồi, có gặp nhau qua loa, có phải không cháu? Dạ vâng ạ, em từng gặp bác rồi. Trang, anh xin lỗi vì anh đã nói dối em. Thực ra hôm nay là sinh nhật anh, anh không có tổ chức rộng mà chỉ có mời một mình em thôi. Trung, con cứ để cho mẹ với Trang nói chuyện tự nhiên, mà con ra ngoài mua cho mẹ một chai rượu vang về đây. Những dịp như thế này thì phải có rượu vang con ạ. Mẹ không nhắc là con quên mất đấy. Mẹ chờ con một chút nhá. Chờ anh một chút. Vâng ạ. Chắc phải mượn ai cái váy chứ gì, hay là lại bắt thằng Trung nhà mình mua cho? Dạ, hôm nay là lần đầu tiên cháu đến nhà bác chơi, cháu có món quà tặng bác ạ. Cô cũng biết đầu tư quá nhỉ. Chiếc khăn này chắc là cũng không rẻ đâu. Dạ, thật sự cháu không biết bác là mẹ anh Trung. Hơn nữa cháu cũng không biết hôm nay là sinh nhật anh ấy lại chỉ mời có một mình cháu. À, đấy là chủ ý của tôi. Tôi cũng đang muốn gặp cô mà. Dạ, bác muốn gặp cháu ạ? Đúng rồi, vì hôm nay tôi cũng có một món quà muốn tặng cô, coi như là quà ra mắt. Chắc chắn là hợp với cô. Chờ tôi một lát nhé. Đây, chắc là cô thích chứ, rất hợp với cô đấy. Dạ. Thế này là bác có ý gì ạ? Cô không hiểu hay là cố tình không hiểu đấy? Chắc cô vẫn không quên được câu chuyện mà bữa trước tôi nói với cô đúng không? Mẹ cứ
yên tâm, lần này nhất định con sẽ không để bố mẹ thất vọng đâu. Chàng trai này sẽ là một chàng rể đúng như bố mẹ mong muốn. Vâng ạ. Chào cô, tôi có một người con trai. Giờ chỉ mong nó lấy được một cô vợ hiền lành phù hợp với nó. Tôi phải mất công lắm mới tìm được một mối hoàn hảo, muốn đưa nó đi xem mắt con dâu tương lai của tôi, vậy mà nó từ chối. Hay là anh ấy lại không thích cô gái xem mắt kia? Chỉ vì nó ăn bùa mê thuốc lú của một cái cô gái nào đó cho nên về cãi lại lời mẹ. Dạ, giờ con trai của bác sẽ hiểu tấm lòng của bác thôi ạ. Cô gái kia nhìn vẻ ngoài cũng hiền lành xinh xắn đấy, nhưng mà bên trong ấy là một con cáo già, cố tình tiếp cận để dụ dỗ con trai tôi, hòng bước chân vào cửa nhà tôi mà. Bác thử gặp nói chuyện với cô ấy xem sao ạ, biết đâu cô ấy sẽ suy nghĩ lại. Hay là thế nhỉ, chắc là khi gặp tôi nói như thế, cô ta cũng đủ hiểu để buông tha cho con trai tôi nhờ. Dạ vâng, cháu nghĩ là dù cô ta có cáo già thế nào, nhưng mà nghe bác nói chuyện thì chắc cô ta cũng sẽ biết để dừng lại thôi ạ. Gái quê thì về quê mà chăn bò chăn trâu, đừng có ra vẻ ngây thơ hiền lành để dụ dỗ con trai tôi bước chân vào cái cửa nhà này. Con trai tôi nó dễ bị lừa, chứ còn tôi đây thì không nhá. Con trai tôi nó không bao giờ cưới một cái con nhà quê nghèo hèn như cô, nó phải cưới một người xứng đáng với nó. Còn cô cút về cái nơi thỉ ho bò gái của cô mà đi chăn bò, rồi tìm một thằng cây ruộng mà để mà cưới, chỗ đó thì nó mới hợp với cô. Bác làm như vậy là quá đáng rồi đấy ạ. Sao? Cô thèm căn nhà này, thèm cái xe của nhà này đúng không? Cô nhìn lại mình xem, cô xứng với con trai tôi không? Cô xứng với cái căn nhà này không? Bác nghĩ con trai của bác xứng với cháu sao ạ? Cô là cái thá gì mà dám sánh với con trai tôi hả? Mẹ! Mẹ nói cái gì đấy ạ? Chắc, anh xin lỗi. Mẹ đang làm cho cô ta, để cô ta nhìn thấy thân phận của mình đang ở đâu. Mẹ quá đáng quá rồi đấy ạ. Tại sao mẹ lại làm như thế với Trang? Trang, anh xin lỗi. Chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi. Thực ra là mẹ anh không phải là người như thế đâu. Trung, con đang làm cái gì đấy ạ? Đủ rồi. Sinh nhật của Trung coi như tôi đã tới dự. Cảm ơn về lời mời, cũng cảm ơn món quà của bác. Ngày mai anh tới công ty gặp tôi. Ok. Gớm, kênh kiểu với ai chứ, cứ làm như mình là thiên kim tiểu thư không bằng ấy, thế lại còn để gặp gỡ gì nữa. Cô không biết xấu hổ à? Mẹ thôi đi. Mẹ có biết Trang là ai không? Là ai thì cũng mặc. Trang là chủ tịch của công ty con đấy. Con nói cái gì? Chủ tịch nào? Chỉ vì con cảm thấy xấu hổ, con thấp kém khi không so sánh được với Trang, cho nên con vẫn chưa dám tỏ tình cô ấy đấy. Ơ kìa, mẹ nhớ không nhầm, chủ tịch của công ty con là người khác cơ mà. Trang là con gái duy nhất của chủ tịch cũ, và cũng chính là người duy nhất để kế nhận vị trí đấy. Con chỉ là cấp dưới của Trang thôi. Qua. Thế còn bố mẹ cô ta ở quê thì sao? Bố mẹ cháu chỉ muốn về quê để an hưởng tuổi già thôi ạ. Thì tôi hiểu nhầm rồi. Thôi thì chẳng qua là bác hiểu nhầm thôi. Ngay từ đầu bác gặp cháu là bác đã thấy cháu là cái đứa rất là tốt rồi. Mà thằng Trung nhà bác nó cứ nhắc đến cháu suốt. Thằng Trung nhà bác ấy thích cháu lắm lắm ý. Ban đầu cháu cũng định mở lòng với Trung xem sao, nhưng mà tiếc là cháu lại không có duyên với nhà, với xe của bác. Bởi vì cháu cũng có rất nhiều nhà để ở, rất nhiều xe để đi. Cho nên món quà bác tặng cháu chắc là bác phải để tặng lại cho con dâu tương lai của mình rồi. Để không cảm thấy khó xử khi gặp nhau, ngày mai Trung tới công ty nhận quyết định chuyển về chi nhánh làm việc nhé. Chào bác. Chào Trung. Trang. Mẹ đã thấy chưa? Cái gì mẹ cũng muốn điều khiển cuộc sống của con ấy. Bây giờ mẹ đã hài lòng chưa? Mẹ xin lỗi tại mẹ có mắt như mù mà.